mà em này vẫn rất là chân ái của tớ, mọi người phải dung, phải dung. Và bây giờ khi mà bước vào cái giai đoạn da bắt đầu lão hóa, kiểu thấy lúc nào cũng bị căng kít trong da mặt ý, thì đây là một cái bạn son dưỡng mà cũng đã review rất chi tiết nhiều lần rồi. Thật sự ý, nó phải thuộc hạng kinh điển ý. Rất là nhiều năm tớ đã bị nám ở trên má và tớ sau 6 tuần ý. Sau 6 tuần là kiểu thấy bay màu và nó đã giảm đau, giảm ngứa cho không chỉ các con tớ mà cả tớ, khi mà tớ kiểu bị sốt xuất huyết và rất ngứa ấy. Chào các bạn. Bọn tớ vừa ngồi nói chuyện với nhau là không nhớ lần cuối cùng hai đứa ngồi quay cái chủ đề này với nhau là bao giờ. Chủ đề ngày hôm nay bọn tớ định quay là các sản phẩm mỹ phẩm yêu thích nhất trong năm. Trời ơi, mọi người có nhớ là lần cuối cùng bọn tớ quay lần nào không thì mọi người có thể để comment dưới đấy chứ. Chỉ nhớ của bọn tớ thì không thể lốt nổi đến cái năm đấy nữa rồi. Sau khi nghĩ một loạt các chủ đề thì bọn tớ nghĩ đây vẫn sẽ là chủ đề hợp lý nhất. Tại vì thị trường mỹ phẩm thì thay đổi theo năm tháng, nhưng mà quan trọng hơn là nhu cầu của chính bọn tớ, của gia đình bọn tớ, thói quen sử dụng bọn tớ thì cũng thay đổi. Và bọn tớ thì vẫn hy vọng là những chia sẻ này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình lựa chọn những sản phẩm ngon bổ rẻ nhất, phù hợp với bản thân mình nhất. Không rẻ lắm đâu. Thực ra thì cái thời gian quay clip này nó sẽ có tác động rất lớn đến nội dung của clip này. Bởi vì thường thì khi quay các cái clip như thế này thì mọi người hay quay vào cuối năm đúng không? Thế nên tớ nghĩ là những cái sản phẩm mà luôn luôn được đề cập đến sẽ là dưỡng ẩm. Trong đây tớ có một loạt các sản phẩm dưỡng ẩm, nhưng mà không phải là bởi vì chỉ quay cái clip này vào cuối năm mà tớ mới có đồ dưỡng ẩm đâu, mà mọi người cũng biết rồi đấy, tớ thì da rất là khô quanh năm. Thế nên là tớ hứa với mọi người là dù clip này quay mùa nào thì tớ cũng sẽ đầy đồ dưỡng ẩm. Thì cái sản phẩm dưỡng ẩm đầu tiên mà tớ muốn nói đến là một bạn dưỡng ẩm mà đã đi cùng tớ rất nhiều năm nay, đấy là Kiehl's Ultra Facial Cream. Nói đến Kiehl's là một cái hãng mỹ phẩm của Mỹ quá nổi tiếng rồi thì mọi người cũng đều biết rồi. Khi nói đến Kiehl's thì mọi người vẫn hay tôn vinh cái toner hoa cúc hay là sữa rửa mặt hoa cúc đúng không? Và em này tớ cảm thấy không bao giờ có được một cái spotlight xứng đáng của nó. Đối với tớ thì đây là cái sản phẩm tốt nhất và hợp với tớ nhất của Kiehl's mà tớ đã dùng. Tớ hứa với mọi người là tớ đã dùng rất nhiều sản phẩm của Kiehl's rồi. Kiehl's có khá là nhiều dòng dưỡng ẩm, nhưng mà tớ vẫn luôn luôn quay trở lại với cái em cơ bản nhất này là em vỏ màu trắng Ultra Facial Cream. Em này thì tớ nghĩ là nó sẽ luôn luôn màu trắng thôi, nó không thay đổi packaging qua nhiều năm đâu, bởi vì là cái thành phần chính của nó là glycoprotein, tức là đạm Bắc Cực, đạm từ băng Bắc Cực. Thế nên tớ cảm thấy là nó sẽ luôn luôn màu trắng, nó không thể thành xanh tím vàng được. Điều tớ thích của Kiehl's nữa là họ luôn luôn biến chuyển cái giá trị cốt lõi của họ. Trước đây thì chủ yếu chú trọng vào thành phần rồi các thứ đúng không, thì càng ngày họ cũng càng chuyển dịch đến việc là phải bền vững với môi trường hơn. Thế nên là bây giờ tất cả các cái bao bì của Kiehl's thì đều thân thiện với môi trường. Ví dụ như em này thì các sản phẩm mà trong hũ như này thì luôn luôn là có 30% cái bao bì tái chế, nên là tớ rất là ủng hộ cái sự chuyển dịch đấy của Kiehl's. Nếu mà mọi người chưa dùng kem dưỡng ẩm của Kiehl's thì hãy bắt đầu với em Ultra Facial Cream này màu trắng nhé. Còn nếu mà da dầu thì có thể thử cái dòng màu xanh gel cream, nhưng mà em này vẫn rất là chân ái của tớ, mọi người phải dùng, phải dùng. Nói đến một sản phẩm dưỡng da thì không thể thiếu trong nhiều năm nay của tớ chắc chắn là cái bạn sữa rửa mặt này. Đây là sữa rửa mặt Bioderma Sensi Bio Gel Moussant. Tớ cũng chưa bao giờ nhớ cái tên đầy đủ của nó, tại vì chỉ nhớ nó là sữa rửa mặt Bioderma màu hồng. Trong rất là nhiều năm thì tớ cũng luôn tìm một cái loại sữa rửa mặt nào đấy tiết kiệm này, phù hợp với làn da. Phù hợp với làn da ở đây có nghĩa là không bị khô căng, không bị kín khít, cân bằng về độ pH và dưỡng ẩm cho da đủ. Và bây giờ khi mà bước vào cái giai đoạn da bắt đầu lão hóa, kiểu thấy lúc nào cũng bị căng kít trong da mặt ý, thì cái việc rửa mặt hàng ngày bằng cái sản phẩm gì cũng lại kiểu làm cho tớ đau đáu suy nghĩ hàng ngày. Các cái loại sữa rửa mặt bọt thì tuy thích nhưng mà tớ lại không thích vì nó hay hết nhanh quá và mình sẽ phải thay đổi nhiều. Sau kiểu cứ mỗi lần vứt mỗi cái vỏ đấy đi thì mình lại cảm thấy rất là tội lỗi. 3 đến 5 năm trở lại đây thì tớ đã trung thành với bạn này và cứ mua đi mua lại trong mỗi cái đợt sale. Bạn này thì về cơ bản cũng là một cái công thức sữa rửa mặt của Bioderma thân thiện cho da nhạy cảm, thân thiện cho da thường, thân thiện cho da khô. Bạn ấy không có xà phòng, không gây kích ứng, không gây khô, hoàn toàn không, tất cả những cái thứ đấy. Khi mà mình rửa mặt thì bơm ra tay này, pha loãng, tạo bọt rồi thoa lên mặt. Và có thể thay cái bước tẩy trang nhẹ nhàng nếu mà bạn chỉ dùng kem chống nắng hàng ngày. Đấy, thì lại là một cái phần tiết kiệm thời gian cho tớ nữa. Về cơ bản thì bạn ấy cũng có những cái thành phần rất là thân thiện thôi, bảo vệ cái màng hydrolipid tự nhiên cho da. Đấy một cái key, đấy là một cái kiểu tiêu chí hàng đầu để mình chọn sữa rửa mặt rồi. Và tớ thấy với cái mức giá này thì bạn ấy là best về mặt chất lượng. Thế nên là rất là nhiều năm nay tớ đều sử dụng và tớ cũng khuyên dùng, da nào cũng có thể dùng được, không hề gây cay mắt, không hề khó chịu gì cho mặt và
rửa đi một cách rất dễ dàng, không gây tăng căng tức khó chịu. Tớ cũng đang dùng bạn này. Thật ra thì cái quan điểm chọn skincare của tớ với Diệp khá là thống nhất với nhau rất nhiều năm nay, mặc dù không bao giờ bàn nhau là mình phải chọn cái này đâu. Nhưng mà tớ nghĩ là đối với sữa rửa mặt thì mình có thể chọn những cái mà bình dân hơn. Bởi vì mình nó sẽ rửa trôi đi, tớ cảm thấy nó không xứng đáng để đầu tư, bởi vì nó mình sẽ rửa trôi đi. Nhưng mà các sản phẩm bước tiếp theo như treatment hay là kem dưỡng thì mình nên đầu tư nếu có điều kiện. Thì tớ cũng rất là thích cái hãng Bioderma này. Nói đến son dưỡng. Nói đến son dưỡng thì cũng là một sản phẩm mà bọn tớ đã dùng rất lâu rồi. Mọi người mong chờ những sản phẩm đột phá gì mới ở clip này thì không có đâu. Bởi vì đây là những em mà bọn tớ đã cống nạp rất nhiều năm nay rồi. Thì đây là một cái bạn son dưỡng mà cũng đã review rất chi tiết nhiều lần rồi. Thật sự ý, nó phải thuộc hãng kinh điển ý. Và bọn mình vẫn chưa biết phát âm sau nhiều năm. Nux Real The Meal à? Nói chung là các sản phẩm của Pháp thì bọn tớ không biết đọc. Nhưng mà bọn tớ rất là thích. Bởi vì là sao? Cái thành phần Real The Meal này có thành phần chính là mật ong. Trong các cái sản phẩm mà dưỡng môi ý, tớ cảm thấy mật ong là một cái thành phần cực kỳ xuất sắc. Nghe thì nó rất là đơn giản nhưng mà thực ra cái thành phần của mật ong rất là phức tạp nhá. Nó rất là giàu các loại vitamin này và nó thực sự là rất là cô đặc. Thế nên là khi mà bôi cái sản phẩm này thì ngay lập tức mình cảm thấy dịu môi ngay lúc vừa bôi, chứ không phải nhiều sản phẩm khác là kiểu người ta hứa là phải bôi nhiều tuần mới cảm thấy được sự khác biệt ý. Thì đối với cái em này, mọi người có thể nhìn thấy cái texture của em ý. Quick fix. Nó như là một cái bơ lạc. Tao vẫn nhớ ở cái bài post đầu tiên tao viết về em này, tao đã so sánh với bơ lạc, thấy đúng thật. Và thật sự là nó quá đậm đặc đến nỗi mà ngay khi mình bôi là mình cảm thấy là cái môi của mình được cưng chiều, được mềm mại ngay lập tức luôn. Thì tớ cũng dùng em này cho cả dâu và cả cây nữa, bởi vì cái thành phần mật ong của nó rất là lành tính và nó cũng thơm, nhưng không phải kiểu thơm kiểu quá là nồng, mà nó rất là nhẹ nhàng và tự nhiên. Thì tớ có thể dùng được em này cho cả nhà. Một cái ta thích của cái này nữa là khi mà bạn make up son sau đấy ấy, thì nó không bị bóng. Tức là có một cái số loại son dưỡng nó làm cho môi mình bóng lồng lộ lên, và sau đấy mình make up son rất dễ trôi, hoặc là nó làm thay đổi bề mặt của cái loại son đấy. Nếu mà các bạn là người fan hay đánh son lì thì đấy là một vấn đề, nhưng mà khi đánh cái này thì không bị. Siêu best seller của Pháp rồi. Sản phẩm tiếp theo của tớ thì đấy, nếu phải chọn một hạng mục để đầu tư trong tất cả các bước skincare thì đó chắc chắn là serum. Và 2 năm qua thì tớ đã lao vào con đường nhận ngập SkinCeuticals. Tốn kém quá. Em ơi, cho tớ kém. Cái hồi mà được nói chuyện với các em ở trong brand SkinCeuticals ấy, các em bảo là chị đã bao giờ dùng SkinCeuticals chưa? Tớ đã bảo chị đã nghe đến vitamin C của SkinCeuticals rất đỉnh, nhưng chị chưa bao giờ dùng vì chị biết là nó rất đắt, và nếu mà mình lỡ thích thì nó sẽ rất tốn kém. Nhưng các bạn ạ, nó đắt và thật sự là có cái lý do của nó. Trước tiên nhá, khi biết đến cái hãng này là một hãng serum với thế mạnh là vitamin C và chuyên để đặc trị dựa trên những cái nghiên cứu khoa học uy tín này, khắc phục những cái vấn đề về lão hóa da cho độ tuổi lão hóa da, tớ đã kiểu thấy ôi thích. Nói chung bây giờ cứ cái gì scientific base dựa trên nghiên cứu khoa học là mình rất mê ấy, vì nó thật sự có kết quả thật. Và SkinCeuticals này, mọi người sẽ thấy là ôi tất cả các sản phẩm trông giống hệt nhau, siêu giống nhau, tại vì thực ra là nó sinh ra để cho những cái spa chuyên dụng họ dùng lên khách hàng, họ sẽ biết là bước nào sử dụng cái gì. Nếu mà mọi người để ý kỹ hơn, quá nhiều chữ đọc không hiểu thì mọi người có thể nhìn vào những cái mác xanh xanh ở phía dưới của cái này, họ sẽ chia ra làm 3 cái hạng mục chính. Thứ nhất là prevent là phòng ngừa, correct là chữa trị, điều trị, và moisturize là để dưỡng ẩm. Và 3 cái đấy là 3 thứ mà mình cần phải tập trung vào nhất khi mà mình muốn khắc phục bất kỳ một cái vấn đề gì trên da lão hóa. Nó sẽ không phức tạp lắm đâu. Nói chung là ở trong SkinCeuticals thì vitamin C vẫn là thứ mà họ đào sâu nhất, họ nghiên cứu, update liên tục. Thế nên là an toàn nhất mọi người có thể tìm đến cái sản phẩm CE Ferulic Vitamin C của SkinCeuticals. Nếu mà bạn có da dầu hơn thì sẽ có những cái như là Silymarin. Nếu mà bạn muốn những cái để dưỡng ẩm thì sẽ có HA Intensifier hoặc là Hydrating B5. Nhưng mà cái mà đã thay đổi cuộc đời tớ thật sự là cái bạn Discoloration Defense này này. Rất là nhiều năm tớ đã bị nám ở trên má, và tớ kiểu đã thử tất cả các sản phẩm rồi, và thường là sẽ đỡ khoảng 3-5% sau nhiều tuần sử dụng. Cho đến khi tớ dùng cái bạn Discoloration Defense này kết hợp với bạn Floretin thì nó đã kiểu sau 6 tuần ấy. Sau 6 tuần là kiểu thấy bay màu và nó đã thay đổi hoàn toàn những gì tớ nghĩ về SkinCeuticals luôn. Và tớ biết là ôi, đây sẽ là một sản phẩm mà mình sẽ đốt tiền vào cho nhiều năm nữa. Để kết hợp những cái sản phẩm này như thế nào thì mọi người có thể lên cái trang web chính hãng của SkinCeuticals. Các bác sĩ đã viết rất là nhiều thứ ở trên đấy, và nên kết hợp cái nào với cái nào, cho nhu cầu nào, cho loại da nào. Hãy đọc những cái đấy trước khi mọi người mua thì nó sẽ tìm được cái sản phẩm phù hợp hơn. Đừng có mua theo tớ. Đấy, nói chung cả đã cái tuổi này rồi thì mình nên mua theo nhưng mà ta nhu lại cầu thấy của là bản thân. Những cái sản phẩm treatment như thế này hầu như da nào cũng
cũng cần những cái nhu cầu này ý. Nói chung châu Á thì sẽ có một số cái vấn đề chính kiểu nám đúng không? Xong rồi khô. Đấy thì tùy xem mọi người muốn tập trung vào cái gì trước. Vitamin C thì rất nên rồi, nhưng mà đấy vitamin C thì mọi người sẽ cần kỷ luật, dùng đã mua rồi thì mình nên dùng rất là nhanh trong bao nhiêu thời gian ý để cho nó đỡ phí. Thì nó là vấn đề thói quen, nếu mà có thói quen tốt rồi thì hãng mua một hãng đắt tiền như thế, còn không thì mua hãng vừa vừa thôi. Thực ra nghĩ là đắt tiền nó kiểu triệu mấy một chai, nhưng mà như Diệp nó mà nó có thể bay nám được thì tôi thấy nó còn rẻ. Rất là kiểu đi laser hả thứ. Đi laser rất nhiều tiền xong mà mình cũng vẫn phải chăm. Sau đấy cũng vẫn phải chăm những cái bước như vậy. Đấy. Tớ thì chưa kiểm nghiệm được cái công cụ trị nám đấy, nhưng mà cái sản phẩm thay đổi đời tớ là CE Ferulic này. Đây là tại vì tớ luôn luôn thích cái vitamin C, tớ luôn luôn quan trọng cái việc phòng ngừa phòng chống ấy để không bị các cái vấn đề. Tớ nghĩ là cái việc phòng chống thì nó sẽ rẻ hơn là cái việc mà điều trị. Thế nên là từ hồi xưa là tớ được dùng thử cái này của chị tớ. Hồi đấy là kiểu đi du học Mỹ ấy, xong rồi chị suốt ngày order về, xong rồi eo ơi trả gần 2 triệu cho một cái chai này. Tại sao lại có thể làm được như thế? Nhưng mà lúc ấy kiểu đã được dùng thử vài giò và cảm thấy là nó khác với các cái vitamin C khác, nó lỏng, nó như nước thôi, nhưng mà nó có rất nhiều cái thành phần tốt. Và cái CE Ferulic này là nó là một cái kiểu cái serum nổi tiếng mà nó có kết hợp đủ cả ba thứ, vitamin C này, vitamin E này, còn ferulic acid nữa. Và không phải chỉ kết hợp random với nhau đâu mà phải nồng độ như thế nào. Đúng. Cái nồng độ mới là cái kiểu ăn tiền của các cái hãng xịn ấy. Thì tôi thấy cái trong này có 15% C thì nó cũng là một cái nồng độ khá là cao của C rồi. Đấy là lý do vì sao cái em này nổi tiếng. Nếu mà mọi người chưa bị nám mà quan tâm đến việc phòng chống thì có thể thử em này. Rất nên thử. Nếu mà các bạn đấy có ngân sách, budget và muốn thử một cái thật sự wow, rất nên thử SkinCeuticals. Tao nhớ là cái hồi nó mới về, SkinCeuticals còn chỉ ship ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, xong mình kiểu tại sao không ship ra Hà Nội? Thế xong rồi brand mới trả lời là vì ship ra Hà Nội thì không đảm bảo được nhiệt độ các thứ, dễ thay đổi công thức của cái sản phẩm này. Thì tớ mới nghĩ là wow, ok. Thế sao bây giờ ship được? Chắc là đã có kho ở đây rồi và họ đã đảm bảo được. Thế thì những người mà xách tay thì như nào? Đấy, họ không quan tâm đâu đúng không? Tại vì xách tay nó quan tâm gì đến uy tín của brand. Nhưng mà đấy, khi mà brand đã có đại diện chính hãng thì họ sẽ phải quan tâm đến những cái đấy. Thế tao xách tay cho chị ta bao nhiêu năm có khi nó cũng không tốt lắm. Trời ơi, tớ thật sự không lên kế hoạch là tất cả các sản phẩm phải về dưỡng ẩm đâu, nhưng mà cuộc đời của tớ bây giờ nó chỉ xoay quanh dưỡng ẩm thôi, tớ cũng không có cách nào khác để trốn khỏi cái vòng lặp đấy cả. Thì cái sản phẩm thứ ba mà tớ muốn review đó là một cái kem dưỡng ẩm Aveeno Baby, dùng cho em bé nhưng mà tớ cũng dùng được cho cả nhà, tớ dùng toàn thân toàn mặt nữa. Rất là vui vì Aveeno đã về Việt Nam, vì trước đây khi mà dùng cái em này là bọn tớ phải order ấy. Thì từ hồi mà dâu đẻ là dâu cũng đã bị viêm da cơ địa và tràm sữa, thế nên là tớ cũng đã đi tìm kiếm những cái loại kem dưỡng ẩm mà nó có chiết xuất yến mạch và có cái thành phần an toàn đủ để cho dâu dùng từ bé. Thì thực ra cái viêm da cơ địa không phải là cứ dùng là nó khỏi vĩnh viễn được, với nó cứ sẽ lặp đi lặp lại. Nhưng mà những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ giúp dịu cái sự đau ngứa của con lúc mà con bị viêm da cơ địa. Có thể là sau đấy nó sẽ trở lại, nhưng mà mình bôi thì nó lại hết và nó cứ trở đi trở lại, không sao cả. Nên là bạn đừng mong tìm kiếm một cái sản phẩm nào mà nó kiểu trị tận gốc cái bệnh viêm da cơ địa đấy. Nó hoàn toàn là một cái bệnh sinh lý bình thường nên là không có gì đáng lo sợ. Thì bây giờ đến lúc cây 2 tuổi rồi cũng vẫn bị cái lối mòn viêm da cơ địa đấy, thế nên là tớ lại quay về Aveeno Baby. Và bây giờ thì đã có phân phối ở Việt Nam, tớ có thể mua trên Shopee. Thế nên là thật sự là tiện khi mà tớ có thể dùng em này cho hai đứa nhà tớ và cho cả tớ nữa. Nói chung là khi mà mọi người nghĩ đến kem dưỡng ẩm ấy thì mọi người là chỉ nghĩ đến cái việc là làm thế nào để dưỡng ẩm khi mà mình bị ngứa thôi đúng không? Nhưng mà đối với các sản phẩm kem dưỡng ẩm cho trẻ con mà dùng được cho cả nhà mà nó lành tính như thế này thì mọi người hãy nghĩ rộng hơn đến những cái bối cảnh khác nhau. Ví dụ kể cả những ngày mà như bây giờ là trời nóng ngồi máy sưởi, hay là mùa hè ngồi máy lạnh, hay là đi du lịch mà ngồi máy bay, tất cả các cái môi trường khác nhau thì cái em này nó sẽ đều phù hợp. Thì tôi khuyên mọi người nhà ai cũng nên có những cái kem dưỡng ẩm như thế này trong nhà cho tất cả các tình huống, cho tất cả các thành viên. Thực ra bây giờ tôi rất là quan tâm đến các cái thành phần tự nhiên tại vì nó rất là thân thiện cho cả nhà ấy. Vừa nãy thì tôi cũng nói về mật ong đúng không, còn bây giờ tôi nói về yến mạch. Tớ cảm thấy cái thành phần yến mạch đấy nó rất là hữu hiệu, giảm đau giảm ngứa cho không chỉ các con tớ mà cả tớ. Khi mà tớ kiểu bị sốt xuất huyết và rất ngứa ấy, thì chỉ có em này mới có thể kiểu chữa được cái sự ngứa đấy mà không có thuốc nào chữa được ấy. Một lần nữa xin mời mọi người hãy dùng thử sản phẩm này.
À, một sản phẩm cuối cùng mà tớ sẽ nhắc trong video ngày hôm nay cũng là sản phẩm make up duy nhất là bạn phần má dạng kem MAC Glow Play Blush này. Hũ đầu tiên tớ mua là cái hũ Grand này. Đây là một cái màu hồng cam khá là xinh. Bạn này thì cũng đã xuất hiện trong cái clip make up hôm trước của tớ rồi, nhưng mà hôm nay thì tớ sẽ nhắc lại tại vì nó quá xuất sắc. Trong nhiều năm thì tớ vẫn rất là thích dùng phần má dạng kem, tại vì tớ không phải là một người make up full các layer, quá mệt mỏi rồi. Từ khi có con, chuyện đấy là chuyện thành kiểu không tưởng ấy. Thế nên là bây giờ routine của tớ sẽ thường là bôi kem chống nắng, đánh một chút phần má này và son, thường là một cái màu son gì đấy nhẹ nhàng, và như thế là tớ tự tin ra được. Khi mà chọn những cái phần má dạng kem mà mình có thể dùng tay thoa luôn hoặc là một cái cọ nào đấy nhanh, thì tớ đã tìm thấy cái công thức này là cái dễ nhất. Mình tán một chút lên mặt, hôm nào mặc cái áo màu gì hay là đánh son màu gì thì mình chọn một cái màu tương tự như vậy. Trong tay của tớ thì sẽ có hai màu nó tươi sáng hơn một tí là cái màu Grand và màu Cheeky Devil này, thì nó hơi hồng. Nhưng xinh cực, đánh thử đi. Nó sẽ như là kiểu má ửng hồng mùa đông ấy, trông nó hơi lạnh một tí nhưng mà nó thực ra lại rất là dễ đánh, rất hợp với cái má hồng tự nhiên. Còn hai cái màu này thì hơi trầm hơn một xíu, thì tớ sẽ dùng để kết hợp với cả hai màu kia khi mà mình muốn tạo hiệu ứng hơn một tẹo, hoặc là đánh cái son trầm, son đỏ. Trời ơi, cả năm qua, hai năm nay chỉ dùng cái này, không sờ đến phần má dạng bột nữa. Và những cái bạn phần má dạng kem đậm quá ấy, tớ cũng đã cất đi rồi, tại vì cái này thì nó nhẹ nhàng và mình có thể build dần và đánh thêm nhiều lớp theo sở thích của mình. Highly highly recommend cho mọi người. Và đó là tất cả những gì bọn tớ yêu thích nhất trong năm vừa rồi, dùng đi dùng lại nhiều nhất. Vẫn đam mê, tôi nghĩ là để vài ba năm nữa thì cũng vẫn thế. Còn tôi là mình sẽ chọn những sản phẩm khác để nói thôi. Hy vọng là những chia sẻ này có gì đó giúp ích cho mọi người. Nếu mọi người đang tò mò một số sản phẩm nào đó trong video ngày hôm nay thì cũng có lý do để tìm hiểu thêm về nó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Và nếu mọi người có những yêu thích những cái sản phẩm gì khác trong năm 2023 giống bọn tớ hay là khác bọn tớ, thì mọi người cũng hãy comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau trên kênh Love Hotshine TV. Bye, bye.